Em chào các bác, hôm nay là cái video em giới thiệu về chất liệu gỗ cẩm Việt các bác nhé. Đây là gỗ cẩm Việt thì đã xẻ ra, nó sẽ được từng này phôi gỗ này. Một cây, một khúc gỗ đây, đây là hai cái bìa của nó đây. Xẻ ra sẽ được khoảng 2, 4, 6, 8 thanh. 8 thanh này thì may ra được 8 cái vòng, may ra các bác nhé. Và đồng thời những cái phần bìa như thế này này, mọi người nhìn kỹ cái vân của nó rất đẹp, nhưng mà ngược lại chúng ta không thể nào chúng ta làm được, tại vì không có cái cữ để cho chúng ta tiện ra vòng được, bắt buộc phải xẻ cữ để bỏ đi. Đấy, cực kỳ phí các bác ạ. Đây, những cái lỗi phải bỏ hết đi này. Nhưng mà nói chung là gỗ cẩm làm vòng tay thì khá là đẹp, chất liệu gỗ nặng và bền, càng đeo càng bóng, càng đeo càng đẹp, càng đeo thì nó càng lên nước các bác nhé. Cái vân của nó này, hàng cẩm khá là ok, cái hàng cẩm đeo vòng tay khá là ok. Đây, 8 thanh này có khả năng là tiện được khoảng có 7 đến 8 cái vòng thôi các bác ạ. Đó, các bác ai yêu thích những dòng gỗ cẩm lai vòng tay như thế này thì liên hệ ngay với em qua số điện thoại 0962 145 825 các bác nhé.